Tử Vi, chồng 1987, vợ 1987, sinh con năm 2025 có hợp không? Năm 2025 là năm Ất Tỵ, cầm tinh con rắn Mộc, tức rắn ra khỏi hang. Nhiều ba mẹ rất muốn sinh con năm này để có thêm nhiều niềm vui trong gia đình, nhất là với các mẹ sinh năm 1987. Để tìm hiểu tuổi Mão 1987 sinh con năm 2025 có hợp không? Chúng ta cùng xem xét tử vi của hai tuổi này trước nhé. Ba mẹ tuổi Đinh Mão 1987 có tử vi như sau: mệnh lưu trung hỏa, lửa trong bếp lò; mệnh hợp thổ và mộc; mệnh khắc kim và thủy; địa can Đinh Mão, tam hợp hợi Mão mùi; tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu. Con tuổi Ất Tỵ có tử vi như sau: mệnh phú đăng hỏa, lửa từ trong chiếc đèn; mệnh hợp thổ và mộc; mệnh khắc kim và thủy; địa can Ất Tỵ, tam hợp Tỵ Dậu Sửu; tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hợi. Để đánh giá tuổi bố mẹ 1987 sinh con năm 2025 có hợp không, chúng ta cần xét dựa trên ba yếu tố: ngũ hành, thiên can, địa chi. Xét về ngũ hành, ngũ hành là yếu tố đầu tiên để xét xem ba mẹ tuổi 1987 có sinh con năm 2025 được không. Nếu tuổi ba mẹ và con hợp nhau là đại cát 2 điểm, tuổi ba mẹ và con hợp cũng không khắc là bình hòa 1 điểm, còn tuổi ba mẹ và con không hợp nhau là hung 0 điểm. Theo tử vi, chúng ta thấy rằng ba mẹ có mệnh lưu trung hỏa và con có mệnh là phú đăng hỏa, cả hai đều mang mệnh hỏa nên sẽ không khắc cũng không hợp nhau, tức là mệnh của ba mẹ và con là bình 1 điểm. Xét về thiên can, bên cạnh yếu tố ngũ hành thì thiên can là yếu tố thứ hai để đánh giá xem tuổi Mão 1987 có sinh con năm 2025 được không. Theo người Trung Hoa cổ, thiên can được đánh giá theo chu kỳ 10 năm. Trong chu kỳ của thiên can có các cặp tương xung xấu và tương hóa tốt. Nếu thiên can của ba mẹ tương hóa với con là đại cát 1 điểm, thiên can của ba mẹ và con không tương hóa cũng không tương xung với con là bình hòa 0,5 điểm. Thiên can con và bố mẹ khắc nhau là hung thì 0 điểm. Vậy ba mẹ tuổi Đinh Mão có thiên can là Đinh, còn con tuổi Ất Tỵ có thiên can là Ất. Theo hình Ất Mộc sinh Đinh Hỏa nên thiên can của ba mẹ là tương hóa với con đại cát 1 điểm. Xét về địa chi thì yếu tố cuối cùng để đánh giá tuổi 1987 sinh con năm 2025 là địa chi. Theo chu kỳ 12 năm, địa chi được đánh giá theo tương ứng 12 con giáp hợp xung của địa chi, bao gồm tương hình trong 12 địa chi có 8 địa chi nằm trong ba loại chống đối nhau: lục xung 6 cặp tương xung, lục hại 6 cặp tương hại, tứ hành xung, lục hợp, tam hợp. Theo đó, địa chi của ba mẹ tương hợp với con là tốt nhất 2 điểm, không tương hợp và không tương xung với con là bình hòa 1 điểm. Còn lại địa chi xung khắc với con là xấu 0 điểm. Ba mẹ tuổi Mão và con tuổi Tỵ là hai địa chi không xung không khắc cũng không hòa hợp với nhau theo hình, tức là địa chi của ba mẹ và con bình hòa với nhau 1 điểm. Dựa trên ba yếu tố ngũ hành, thiên can, địa chi là đạt 3,5 điểm. Kết quả này, ba mẹ tuổi 1987 nên sinh con năm 2025, tuổi của ba mẹ và con khá hòa hợp. Ba mẹ tuổi 1987 cũng có thể lựa chọn sinh con năm 2025 nếu tin vào phong thủy. Con tuổi Ất Tỵ sẽ giúp
ba mẹ có thêm nhiều niềm vui trong gia đình. Và ba mẹ muốn sinh con trai hay con gái vào năm 2025 đều tốt nhé.